Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Vũ Quang. Sáng ngày 12 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua năm 2016. Đến dự có Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phạm Hữu Bình, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị cấp huyện, các xã, thị trấn. Năm 2015, Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, trung tâm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần to lớn thúc đẩy kinh tế xã hội huyện nhà ngày càng phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 1.592 tỷ 393 triệu đồng, tăng 11,36% kế hoạch, tăng 17,07% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất theo chuỗi giá trị tiếp tục phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế khá. Sản lượng lương thực có hạt đạt 12.040 tấn, tăng 8,9% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn 55 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 38,3% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng người trên năm, tăng 4 triệu đồng so với cùng kỳ. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và có những chuyển biến tích cực. Xã An Phú, Đức Lĩnh về đích đúng kế hoạch, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Huyện Vũ Quang vinh dự là một trong 41 huyện trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua trong phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. An sinh xã hội được bảo đảm, các hoạt động chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa được tổ chức chu đáo, công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề được triển khai thực hiện đạt mức cao, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng, quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững. Tại hội nghị, các phòng ban trung tâm thống nhất cao báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong năm 2015 và khung triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 của Ủy ban Nhân dân huyện, đồng thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, phần việc vào dự thảo khung triển khai nhiệm vụ nhằm phù hợp và thực hiện tốt hơn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phạm Hữu Bình ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban Nhân dân huyện trong năm qua, đánh giá cao việc Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng khung triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, đồng chí Phạm Hữu Bình nhấn mạnh tầm quan trọng, phải nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo, theo dõi đôn đốc, gắn với đó phải bám sát khung kế hoạch đã đề ra, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, đơn vị để tháo gỡ vướng mắc, thực hiện nhiệm vụ. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy và đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tiếp thu nghiêm túc để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã phát động phong trào thi đua, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện cho năm 2016, tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa các khối. Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Ngọc lưu ý thêm, sau hội nghị, các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện ngay, bám sát vào khung kế hoạch, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016 đã đề ra. Sáng ngày 14 tháng 1, Đảng bộ xã Đức Lĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tới dự có đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đại diện các ban xây dựng Đảng huyện ủy, đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, phụ trách chỉ đạo xã Đức Lĩnh. Với quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, đưa xã về đích nông thôn mới đúng lộ trình. Trong năm qua, Đảng bộ xã Đức Lĩnh đã đoàn kết khắc phục khó khăn, đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với tập trung tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, Đảng bộ xã Đức Lĩnh đã triển khai nghiêm túc việc học tập các nghị quyết Trung ương lần thứ 10, 11, 12 của Đảng, tăng cường công tác chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác tổ chức, duy trì công tác kiểm tra, giám sát. Công tác dân vận và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các tổ chức đoàn thể tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét. Trong năm, Đảng bộ xã Đức Lĩnh đã kết nạp và chuyển đảng chính thức cho 15 đồng chí, tặng huy hiệu đảng cho 25 đồng chí. Về phân loại tổ chức đảng, đảng viên, có 11 trên 13 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, gần 83% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ,
trong đó có 14,1% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhờ đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nên tổng giá trị thu nhập trong năm 2015 của xã Đức Lĩnh đạt gần 319 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,16%. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đức Lĩnh là một trong hai địa phương trên địa bàn huyện Vũ Quang được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phạm Hữu Bình đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm qua của Đảng bộ xã Đức Lĩnh. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, nhất là trong lãnh đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bí thư Huyện ủy cho rằng Đức Lĩnh là địa phương có số lượng mô hình phát triển kinh tế nhiều nhất toàn huyện. Tuy nhiên, Đảng bộ vẫn chưa tập trung tuyên truyền và nhân ra trên diện rộng. Kinh tế phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương. Vì vậy, dù đã được công nhận là xã nông thôn mới, nhưng trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Đức Lĩnh cần tiếp tục đoàn kết, nhất trí lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, nhất là quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cốt lõi là nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân xã nhà. Tại hội nghị, Đảng bộ xã Đức Lĩnh đã trao tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2015. Chiều ngày 12 tháng 1, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm tuyến an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu huyện tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác quý 4 năm 2015 và triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2016. Đồng chí Nguyễn Đăng Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo cơ sở chủ trì. Quý 4 2015, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở, cụm tuyến an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ban chỉ đạo huyện đã phối hợp với các cấp, các ban ngành đoàn thể chủ động bám sát tình hình cơ sở, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng cơ sở, cụm tuyến an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, đạt hiệu quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, xây dựng cơ sở vững mạnh về văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong quý 4 2015, đồng thời nêu lên một số tồn tại hạn chế, như việc thực hiện phối hợp giữa các xã trong cụm còn hạn chế, hoạt động của một số thành viên ban chỉ đạo của huyện chưa nghiêm túc, việc kiểm tra giám sát chưa được quan tâm đúng mức, nắm thông tin và chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm ở cơ sở còn chậm, hiệu quả thấp. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo cơ sở đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của ban chỉ đạo xây dựng cơ sở, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định quốc phòng an ninh. Đồng chí cũng chỉ ra một số mặt tồn tại hạn chế và nhấn mạnh một số việc quan trọng cần làm tốt trong thời gian tới, như cần nâng cao chất lượng giao ban định kỳ của các cụm, đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng cơ sở, cụm tuyến an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình cơ sở, địa phương, đơn vị được phân công chỉ đạo, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các lực lượng trong chỉ đạo thực hiện, chăm lo đời sống nhân dân, ổn định tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là việc phối hợp giải quyết các vụ việc nổi cộm tại địa phương trong thời gian qua về tệ nạn xã hội, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai. Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở cần tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình cơ sở, địa phương, đơn vị được phân công chỉ đạo, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các lực lượng, giải quyết kịp thời các vụ việc mới xảy ra ngay ở cơ sở. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài truyền hình Vũ Quang. Sáng ngày 15 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu thuế năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Về dự có đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và các đồng chí cùng đi trong đoàn. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Thiệu Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đại diện các ban xây dựng đảng huyện ủy, đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đồng chí Phạm Trần Lê, Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế huyện, chủ trì hội nghị. Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đây cũng là năm đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với huyện miền núi Vũ Quang, khi huyện được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao dự toán thu ngân sách là 54 tỷ 056 triệu đồng,
Hội đồng Nhân dân huyện giao 55 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với dự toán giao năm 2014. Trước những khó khăn đó, Ủy ban Nhân dân huyện, Cục Thuế và các phòng ban ngành có liên quan đã họp bàn, thống nhất một số biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý thu ngân sách nhằm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Nhờ đó, năm 2015, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Vũ Quang đạt 54,172 tỷ đồng, đạt 102 kế hoạch tỉnh giao, đạt 98,5 kế hoạch Hội đồng Nhân dân huyện giao và đạt 136% so với cùng kỳ. Trong đó có một số sắc thuế thu vượt cao so với cùng kỳ, như thu khác ngân sách đạt 236,10%, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 145,67%, tiền sử dụng đất đạt 165,55%, thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 116,01%. Một số địa phương thu đạt kết quả tốt như Hương Quang, Đức Hương, Hương Điền, thị trấn Vũ Quang, Đức Lĩnh. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, công tác quản lý kê khai, thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách. Trong năm 2015, cơ quan thuế đã tăng cường các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế được 213 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%. Hiện tỷ lệ nợ thuế phát sinh lũy kế 2015 chỉ còn 157 triệu đồng, bằng 0,29%. Đây là chỉ tiêu nợ thấp nhất Cục Thuế Hà Tĩnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Chi Cục Thuế huyện Vũ Quang đạt được trong năm 2015. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Chi Cục Thuế huyện cần tập trung thực hiện trong năm 2016. Đó là tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung rà soát các đối tượng nộp thuế trên địa bàn, tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành có liên quan, rà soát các nguồn thu và nợ đọng thuế, đẩy mạnh cải cách, công khai minh bạch các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu thuế trên địa bàn huyện năm 2016. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện đã trao giấy khen cho một số tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ thu và đóng nộp thuế năm 2015. Ngày 13 tháng 1 tại xã Hưng Minh, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã tổ chức giao ban công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng với Ủy ban Kiểm tra các đảng bộ, chi bộ, đến dự có Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ. Tại hội nghị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Võ Đình Quang đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Theo đó, năm 2015, huyện Vũ Quang đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp và triển khai các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng, củng cố và chỉnh đốn Đảng, các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tới các cấp ủy kiểm tra các cấp. Trong năm 2015, Ban Thường vụ huyện ủy đã kiểm tra đối với 7 tổ chức đảng, giám sát 4 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã kiểm tra 5 tổ chức đảng, 4 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 4 đảng viên vi phạm và đã tiến hành xử lý kỷ luật 2. Đảng ủy cơ sở đã tổ chức kiểm tra 22 tổ chức đảng, giám sát được 11 tổ chức. Các cấp ủy đảng đã thi hành kỷ luật 28 đảng viên, trong đó khiển trách 22, cảnh cáo 4, cách chức 2. Nội dung vi phạm chủ yếu: thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, chính sách dân số và những điều đảng viên không được làm. Việc thi hành kỷ luật tổ chức và đảng viên trong đảng đảm bảo công khai, khách quan, chính xác, kịp thời. Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy đã thảo luận nêu lên nguyên nhân đạt được, những tồn tại hạn chế và khó khăn, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tốt hơn trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích của các cấp ủy đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm đối với cấp ủy cơ sở và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong năm 2016 và thời gian tiếp theo. Đó là cấp ủy cơ sở, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và nhiệm vụ được giao đối với từng đảng bộ, chi bộ và cơ quan đơn vị. Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong từng năm và cho cả nhiệm kỳ, trong đó tập trung vào việc thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật của nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các vấn đề nhạy cảm dễ phát sinh thành điểm nóng như công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo quy định số 55 của Trung ương, việc thực hiện quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm
đồng thời làm tốt công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra các cấp với các cơ quan như thanh tra và các ngành chức năng, nhất là xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Sáng ngày 15 tháng 1, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tới dự có đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, ở huyện có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy. Liên đoàn Lao động huyện Vũ Quang hiện quản lý 61 công đoàn cơ sở với 1.759 đoàn viên, trong đó có 31 công đoàn cơ sở trường học, 14 công đoàn cơ sở hành chính sự nghiệp, 12 công đoàn cơ sở xã thị trấn, 4 công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh. Năm 2015, các công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các hoạt động xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên công đoàn, tổ chức sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức, phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới, phát động nhắn tin ủng hộ chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở đã tổ chức tốt tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, doanh nghiệp. Kết quả trong năm 2015, phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi trong công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nét nổi bật trong năm đã thành lập thêm một công đoàn cơ sở với 15 đoàn viên, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 109 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Liên đoàn Lao động huyện phối hợp trao tặng 5 nhà máy ấm công đoàn, trên 200 suất quà cho các gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền trên 215 triệu đồng. Các đơn vị công đoàn cơ sở khối trường học đã huy động quỹ ba đủ để tặng quà cho đoàn viên công đoàn và học sinh khó khăn với số tiền 136 triệu đồng. Trên 1.600 đoàn viên nhắn tin ủng hộ chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa. Đoàn viên công đoàn các xã đã hiến tặng trên 8.000 m2 đất, hàng nghìn cây xanh có giá trị kinh tế. Có 795 đoàn viên công đoàn đã về cơ sở giúp xã Đức Lĩnh, Ân Phú xây dựng nông thôn mới. Có 16 đơn vị được công nhận cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được trong năm qua tại công đoàn cơ sở, đồng thời nêu ra một số bài học kinh nghiệm, xây dựng chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Tại hội nghị có 13 tập thể và 19 cá nhân đã được nhận bằng khen, giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà và phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá trước, trong và sau Tết là thời điểm mà tội phạm thường gia tăng các hoạt động trộm cắp, cướp giật, gây rối, buôn bán hàng cấm, hàng lậu. Là huyện giáp ranh với Đức Thọ, Hương Sơn và Hương Khê, có đường Hồ Chí Minh, đường sắt, đường thủy và đường tỉnh lộ 552 chạy qua. Huyện có 43 km đường biên với nước bạn Lào. Đây là những thuận lợi và nguy cơ tiềm ẩn gia tăng các loại tội phạm. Trước tình hình trên, để đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Công an huyện Vũ Quang đã triển khai các biện pháp như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi trao đổi sau đây với Đại tá Trần Đình Nhị, trưởng Công an huyện Vũ Quang. Xin chào đồng chí, rất vui vì đồng chí đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin đồng chí cho biết là để đảm bảo an ninh trật tự được trong và sau Tết và đảm bảo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 thì Công an huyện Vũ Quang đã triển khai các biện pháp như thế nào? Vào ngày 21 tháng 12 chúng tôi đã tổ chức triển khai ra quân tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn toàn huyện, tham gia có thường trực huyện ủy, rồi mặt trận tổ quốc huyện, các đoàn thể, toàn bộ cán bộ đảng chiến sĩ trong đơn vị cũng như là trưởng phó công an các xã thị trấn, tổ chức quán triệt đầy đủ các cái nội dung mệnh lệnh kế hoạch của bộ, của công an tỉnh và của đơn vị. Chúng tôi đã phân công nhiệm vụ rất cụ thể là hai đồng chí một xã bám nắm địa bàn, chủ động thường xuyên nắm chắc tình hình và hàng ngày báo cáo với đơn vị và phối hợp với công an xã là giải quyết tất cả mọi vụ việc xảy ra cơ sở để đảm bảo ổn định ngay từ cơ sở, không để đun đẩy lên cấp huyện. Và mục tiêu là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, đảm bảo là cho nhân dân vui Tết đón xuân. Chúng tôi xác định phòng ngừa là chính, không để xảy ra vụ việc khi được mới giải quyết. Thì muốn làm được việc đó, chúng tôi đã
tổ chức công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho nhân dân hiểu, rồi là chủ động nắm chắc tình hình, rồi tham mưu kịp thời cho huyện ủy ban hành được 2 chỉ thị, rồi 2 chương trình hành động để thực hiện các cái chỉ thị của ban bí thư của Bộ Chính trị, như là chỉ thị 47 về phòng chống cháy nổ, chỉ thị 46 về đảm bảo an ninh tự trong tình hình mới, chỉ thị 18 của ban bí thư về an toàn giao thông, vân vân. Rồi là xây dựng cái chương trình kế hoạch cụ thể cho đơn vị phân công hàng ngày hàng tuần về cái tổ chức cái công tác triển khai. Và đi đối với những cái việc triển khai này thì chúng tôi đã tổ chức cho toàn dân là ký cam kết thực hiện là cái đảm bảo an ninh trật tự, và đặc biệt là không để xảy ra đốt pháo, tức là buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm trong dịp Tết. Tăng cường lực lượng bảo vệ của các cơ quan, rồi là tăng cường trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ cũng như là của trưởng phó công an các xã thị trấn. Và chúng tôi là bố trí cái lực lượng bám cơ sở này phối hợp với công an xã là tuần tra kiểm soát vào những giờ cao điểm để đảm bảo an toàn. Thứ hai là trên đơn vị chúng tôi cũng lực lượng thường trực ở đây là chúng tôi tổ chức tuần tra để phòng ngừa là chính, và đồng thời cũng phát hiện kịp thời những cái hành vi vi phạm là quá quá trình tuần tra này, nhất là để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cơ quan công sở. Thưa đồng chí, vậy thì qua một tháng triển khai thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn như thế nào và đã đạt được những kết quả ra sao? Thưa đồng chí, là qua gần một tháng triển khai thực hiện cái kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm thì chúng tôi đã điều tra và khám phá được một chuyên án về buôn bán chất ma túy trái phép, và đã bắt 2 đối tượng, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam, mai phục, rồi dùng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh và bắt một vụ là đối tượng trộm chó. Vì đây là một cái việc mà tài sản này không lớn nhưng mà gây bức xúc trong nhân dân, chúng tôi phải áp dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ để bắt được một đối tượng và đã đánh bà báo chó này. Nhưng mà vì chưa đến cái tài sản, chưa đến cái mức xử lý hình sự nên là chúng tôi phải xử lý về hành chính, và rằng từ cái bữa đến giờ thì ngăn chặn được cái nạn trộm chó dưới cơ sở. Rồi là chúng tôi đã là tăng cường tuần tra kiểm soát và phát hiện bắt được 2 vụ vận chuyển, khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép gồm đất và cát, đặc biệt là cái tối 12 tháng 1 thì là ngăn chặn cái vụ khai thác hút cát trái phép trên sông Ngân Sâu, địa bàn giáp ranh giữa 3 huyện Vũ Quang, Hương Sơn và Đức Thọ, cùng có 2 đối tượng sử dụng 2 cái xà lan của từ Hưng Nguyên đến, thì cũng căn cứ theo những cái quy định của pháp luật thì đang lập hồ sơ để xử lý. Rồi là bắt một vụ vận chuyển lâm sản trái phép và bắt được 6 vụ đánh bạc nhỏ tại cơ sở thu trên 5 triệu đồng. Thì cũng căn cứ quy định của pháp luật thì chưa đến mức xử lý hình sự nhưng mà chúng tôi đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy mà an ninh trật tự trên địa bàn nói chung là đảm bảo tốt. Thưa đồng chí, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 sắp diễn ra và Tết thì đang cận kề. Đây là thời điểm mà các tội phạm lợi dụng sơ hở để tăng cường hoạt động. Vậy thì để đảm bảo vấn đề này thì công an huyện Vũ Quang sẽ tập trung như thế nào? Thì chúng tôi là phải tập trung lực lượng để đảm bảo tốt là an ninh trật tự, đặc biệt là không để cho các cái đối tượng xấu đi kích động rồi khiêu khiển gây cái ảnh hưởng đến cái Đại hội Đảng toàn quốc. Cái thứ hai là tiếp tục tập trung cái chỉ đạo một cách quyết liệt thực hiện cái kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các cái địa bàn trọng điểm rồi các cái tuyến giao thông, là xử lý kiên quyết kịp thời nghiêm minh các cái đối tượng vi phạm, và đặc biệt là những cái vụ án xảy ra chúng tôi phải tập trung điều tra để phòng phá kịp thời. Rồi là tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, và đặc biệt nữa là không để xảy ra buôn bán hay là đốt pháo nổ trong dịp Tết. Đến nay mà nói thì chưa có trường hợp nào được, chưa có một tiếng pháo nào. Hàng năm thì cũng thế, địa bàn Vũ Quang là không xảy ra đốt pháo. Năm nay chúng tôi cũng cố gắng là kiên quyết không để xảy ra đốt pháo trên địa bàn. Đó là cái mục tiêu đặt ra mà cả tỉnh cũng đang chỉ đạo việc này. Thứ hai nữa là các cái loại tội phạm là phải chặn đứng,
và xử lý kiên quyết nghiêm minh để đảm bảo cho người dân là yên tâm đón Tết một cách là an toàn và vui vẻ. Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay và xin chúc cho lực lượng công an huyện Vũ Quang sẽ giành và lập được nhiều chiến công trong năm mới. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Chiều ngày 13 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm cấp xã, tình hình thực hiện dự án SRGP năm 2015 và kế hoạch thực hiện dự án năm 2016. Đồng chí Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban dự án, chủ trì hội nghị. Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh SRGP triển khai trên địa bàn 7 xã gồm Ân Phú, Đức Giang, Đức Bồng, Đức Hương, Đức Liên, Hương Minh và Hương Thọ, kéo dài trong thời gian 3 năm, từ 2015 đến 2018. Mục đích của dự án là cải thiện thu nhập bền vững và giảm tổn thương cho các hộ nghèo ở nông thôn, trong đó đặc biệt chú trọng đến đối tượng phụ nữ. Kinh phí phân bố cho các xã trong năm 2015 là hơn 8,1 tỷ đồng. Trên cơ sở hướng dẫn của dự án, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ, lấy trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, đoàn thể tham gia chỉ đạo thực hiện. Qua đó, các xã lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm cơ bản đạt yêu cầu, cập nhật số liệu chính xác, xác định nguồn lực, sản phẩm ưu tiên sát với thực tế của địa phương, phù hợp với nguồn lực với thị trường, như chuỗi sản phẩm cam, lạc, lúa, bò, lợn, gà. Trong năm 2015, huyện Vũ Quang cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chọn làm thí điểm cấp huyện. Trên cơ sở số liệu, nhu cầu của bản kế hoạch cấp xã, huyện đã được xây dựng bản kế hoạch cấp huyện, hiện nay đang trình tham vấn các ngành cấp tỉnh để hoàn thiện trong thời gian tới. Về kết quả thực hiện dự án SRGP năm 2015, huyện đã tổ chức 7 lớp tập huấn cho 238 người, các xã hoàn thành 10 bản kế hoạch hành động chuỗi cấp xã và 3 bản cấp huyện, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thu hút trên 100 doanh nghiệp tham gia, tổ chức hơn 30 lớp tập huấn đào tạo nghề cho nhân dân, giải ngân trên 23 tỷ đồng cho 121 thành viên tham gia, đầu tư nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu với tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng. Này đã nghiệm thu được 3 gói mô hình, gồm cải tạo đất, đầu tư hệ thống tưới nước tự động để mở rộng quy mô trồng cam cho tổ hợp tác chăn nuôi bò và trồng cam ở xã Đức Bồng, xây dựng chuồng thỏ quy mô và vượt lũ cho tổ hợp tác ở Đức Liên, đầu tư xây dựng 5 công trình xây dựng với tổng mức đầu tư trên 9,3 tỷ đồng. Nhìn chung trong năm, huyện đã cơ bản thực hiện tốt dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo trên địa bàn có cơ hội phát triển kinh tế ngày một cao hơn. Trên cơ sở đạt được tại hội nghị, huyện cũng đã chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng và xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai dự án SRGP năm 2016 đạt kết quả cao hơn. Chiều ngày 14 tháng 1, Hội Khuyến học huyện Vũ Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khuyến học năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tới dự có các đồng chí Phan Thanh Bình, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Nguyễn Đăng Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Quốc Đạt, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí Nguyễn Huân Chương, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, Nguyễn Thái Hòa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng chủ trì hội nghị. Năm 2015, cùng với củng cố tổ chức hội, Hội Khuyến học các cấp từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài. Nhờ đó, hoạt động khuyến học trên địa bàn huyện Vũ Quang tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Trung tâm học tập cộng đồng tại các địa phương đã tổ chức được 86 lớp cho trên 6.000 lượt người học tập các ngành nghề khác nhau. Huyện đã triển khai thí điểm mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập, trong đó lấy 2 điểm cấp huyện, 10 điểm cấp xã, 43 điểm cấp thôn, 24 điểm dòng họ, 120 gia đình làm thí điểm. Kết quả có 60% gia đình, 50% dòng họ, 53% thôn đạt tiêu chí khuyến học. Về hoạt động khuyến học, khuyến tài, toàn huyện đã huy động được 1 tỷ 670 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, các chi hội, dòng họ, trường học đã tiến hành trao 1.900 suất quà khuyến học, khuyến dạy, khuyến tài, khuyến nghề. Qua đó góp phần động viên khích lệ tinh thần học tập vươn lên của các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích cao trong dạy học. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Phan Thanh Bình, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Nguyễn Đăng Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động khuyến học trong năm 2015, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài, tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội các cấp và các trung tâm học tập cộng đồng, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp để thực hiện thắng lợi đề án học tập suốt đời trong gia đình,
dòng họ, cộng đồng dân cư. Tại hội nghị có 5 đồng chí vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học, nhiều tập thể cá nhân đã được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động khuyến học khuyến tài năm 2015. Hội Người mù, Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự có các đồng chí Lê Văn Đồng, Phó Ban Dân vận huyện ủy, Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện, đại diện Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Nội vụ huyện. Huyện Vũ Quang hiện có 1.189 người mù, khuyết tật các loại, người đơn thân nuôi con nhỏ, trẻ em mồ côi đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên. Thời gian qua, Hội Người mù, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội đối với công tác bảo trợ, chăm sóc, bảo vệ người khuyết tật, trẻ mồ côi. Hội đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng quỹ với số tiền trên 272 triệu đồng, trao 608 suất quà Tết cho người tàn tật và trẻ mồ côi ở 12 xã thị trấn, mỗi suất quà từ 200 đến 500 ngàn đồng, trao 4 suất học bổng và 6 xe đạp. Cùng với đó, hội đã tạo mọi điều kiện cho hội viên vay vốn tham gia các lớp dạy nghề nuôi ong lấy mật, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả. Nhờ đó đã có nhiều gia đình hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng kinh tế gia đình ngày càng ấm no, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay đã có hàng chục mô hình nuôi ong, chăn nuôi bò, lợn, hươu và trồng cây ăn quả cho thu nhập khá. Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Hội Người mù, Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi huyện tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng khuyết tật và trẻ mồ côi ở các xã thị trấn được hưởng chế độ theo đúng quy định, đẩy mạnh đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật, vận động xây dựng quỹ hội để giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, nâng cấp nhà ở, tặng xe lăn, xe đạp và khám chữa bệnh cho các đối tượng, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người khuyết tật và trẻ mồ côi trong dịp Tết Nguyên đán 2016. Tại hội nghị đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện xây dựng và phát triển hội năm 2015. Nhân dịp đón Tết Bính Thân 2016, chiều ngày 15 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup, chi nhánh Viễn thông Quân đội Viettel Hà Tĩnh đã tổ chức trao tặng quà cho người nghèo và người khuyết tật trên địa bàn. Trong đợt này, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup đã trao tặng 100 suất quà, trong đó có 80 suất cho người nghèo và 20 suất cho người khuyết tật, trị giá mỗi suất 500.000 đồng, gồm kẹo bánh và tiền mặt. Chi nhánh Viễn thông Quân đội Viettel Hà Tĩnh tặng 50 suất quà, mỗi suất quà là một chiếc điện thoại di động và bộ SIM, được khuyến mại trong vòng 1 năm của hãng Viettel. Đây là những món quà ý nghĩa, góp phần chia sẻ khó khăn, mang lại cái Tết đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc đối với người nghèo trên địa bàn huyện Vũ Quang. Thực hiện kế hoạch số 218 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Từ ngày 1 tháng 1 2016, Đoàn Kiểm tra Liên ngành huyện Vũ Quang phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 3 tiến hành kiểm tra trên địa bàn toàn huyện, qua đó phát hiện và xử lý 11 cơ sở kinh doanh vi phạm. Mặc dù đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, tuy nhiên qua đợt kiểm tra lần này, cho thấy một số cửa hàng tạp hóa bán buôn bán lẻ trên địa bàn huyện Vũ Quang vẫn vi phạm không niêm yết giá bán hoặc niêm yết chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, cân đo lường quá hạn sử dụng, vi phạm an toàn thực phẩm, nhãn mác hàng hóa. Đoàn kiểm tra liên ngành đã nhắc nhở, yêu cầu các cửa hàng tạp hóa buôn bán lẻ ký và trao bản cam kết nghiêm chỉnh, chấp hành đầy đủ thủ tục pháp lý và các điều kiện quy định của nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 cửa hàng với số tiền trên 5 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu thuộc địa bàn xã An Phú, huyện Vũ Quang có phần nóng lên. Tối ngày 12 tháng 1, Đoàn Liên ngành huyện Vũ Quang tiếp tục bắt được hai xà lan đang hút cát trái phép. Lợi dụng vào ban đêm, trời mưa gió khó khăn cho việc kiểm tra kiểm soát, những chiếc xà lan này đã ngang nhiên hút cát tại đây. Nhận được tin báo, Đoàn Liên ngành huyện Vũ Quang đã tiến hành bắt tại trận hai xà lan đang dùng máy công suất lớn hút cát từ lòng sông lên. Các đối tượng gồm Phan Văn Hiền và Nguyễn Đình Sơn, quê quán ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đoàn Liên ngành huyện Vũ Quang đã tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện, máy móc và lập hồ sơ để tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật. Được biết mỗi xà lan như thế này, nếu hút cát trót lọt sẽ được 50 mét khối cát.
mỗi mét khối cát đưa đi tiêu thụ với giá 70.000 đồng. Chúng em mà bên là buổi sáng thì nó biết thì thấy sáng thấy cát thì tôi không biết là gặp lực lượng các bác đi bắt thì vô tình các bác đi bắt gặp được nhà em thì thấy chúng em chấp nhận là nộp phạt rồi cho anh em xin về kinh tế, em cũng giảm lấy đấy rồi đó. Đoạn cuối sông Ngàn Sâu thuộc xã An Phú, huyện Vũ Quang lâu nay được xem là điểm nóng về tình trạng khai thác cát lậu. Khó khăn cho lực lượng chức năng ở huyện Vũ Quang là nơi đây giáp danh với các huyện Đức Thọ và Hương Sơn, nên khi tiến hành truy quét, các đối tượng lại di chuyển phương tiện máy móc sang các huyện khác nên không thể bắt giữ. Trong năm, huyện Vũ Quang đã truy quét hàng chục lượt, bắt 14 vụ với 16 xà lan, xử phạt gần 200 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Trong thời gian qua trên địa bàn xã An Phú, cái hiện tượng khai thác cát có chiều hướng giảm do sự vào cuộc của các lực lượng chức năng của huyện và của tỉnh. Tuy nhiên trong thời điểm giáp Tết này thì do cái mưu sinh của các đối tượng vào gần Tết, cho nên các đối tượng đã lưu lĩnh tái diễn cái vấn đề khai thác cát trái phép trên địa bàn xã An Phú. Thì trước tình hình đó thì lực lượng chức năng của huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác truy quét đẩy đuổi, và đặc biệt là sẽ duy trì cái tổ chốt chặn tại địa bàn xã An Phú, sẽ phối hợp với lực lượng của ba huyện Đức Thọ và Hương Sơn và phối hợp với lực lượng của cảnh sát chức vụ và môi trường của phòng cảnh sát chức vụ môi trường của tỉnh sẽ tăng cường công tác truy quét đẩy đuổi để xử lý nghiêm các đối tượng và sẽ xử lý dứt điểm cái tình trạng khai thác cát trên địa bàn xã An Phú. Được biết tình trạng khai thác cát trái phép tại đây là nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở bờ sông trên tuyến sông Ngàn Sâu và Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang. Sáng ngày 9 tháng 1, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ chuyên trách nông thôn mới, xã và bí thư chi bộ thôn 2016. Trong thời gian 4 ngày, 85 học viên đã được truyền đạt các kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới, với 10 chuyên đề gồm kết quả 5 năm xây dựng nông thôn mới và những bài học kinh nghiệm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, hướng dẫn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, tư vấn hướng dẫn xây dựng mô hình liên kết sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng, thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự xã hội trong xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ giải pháp thực hiện 2 tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, quản lý sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, Vũ Quang đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hiện huyện đang quyết liệt chỉ đạo thêm 3 xã về đích trong năm nay. Qua lớp tập huấn lần này đã giúp cho đội ngũ cán bộ cấp thôn nắm vững các kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Sau khi được tiếp thu các chuyên đề, các học viên còn được đi tham quan một số mô hình tiêu biểu trên địa bàn huyện. Thông tin cuối, sáng ngày 15 tháng 1, Công ty Cổ phần Vận tải Thọ Lam - Hương Sơn tổ chức khai trương tuyến xe buýt thành phố Hà Tĩnh - Vũ Quang - Hương Sơn và chiều ngược lại. Chuẩn bị cho việc mở tuyến, Công ty Cổ phần Vận tải Thọ Lam đã đầu tư mua 13 xe buýt đời mới, loại 40 chỗ, với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, tuyến xe có tần suất chạy từ 30 phút trên một chuyến, 54 lượt chuyến trên một ngày. Lộ trình tuyến Đại học Hà Tĩnh, quốc lộ 1A, ngã Ba Giang, huyện Thạch Hà, quốc lộ 15B, ngã Ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, quốc lộ 15, ngã Ba Lạc Thiện, huyện Đức Thọ, quốc lộ 8, thị trấn Đức Thọ, đường tỉnh 552, tỉnh lộ 15 cũ, thị trấn Vũ Quang, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 8A, xã Xuân Diệm, Hương Sơn. Tuyến xe buýt ra đời góp phần phục vụ nhu cầu đi lại thông thương của người dân địa phương. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình tuần này của Đài Vũ Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.